Thì mọi người mày ấp trứng gà đấy, nó có hai cái đèn 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 trên cùng nhiệt độ của thùng, ở đèn dưới là độ độ ẩm đấy, độ ẩm bây giờ hiện tại là 75%, nhiệt độ là 37 độ ba, thường thường nhiệt độ ổn định như thường 37 độ tư. Ok, đây mình ấp trứng trong thùng xốp, hôm nay có đục mấy cái lỗ này, lỗ thoát khí đấy, đây lỗ thoát khí, đây lỗ thoát khí đây, đây lỗ quăng thùng, lỗ gì ngay mở, đây trứng đây, có hai cái giá này, cái giá gọi là giá đảo trứng, cái motor đảo trứng đây, cái này là cảm biến nhiệt độ này, đây mỗi khay đảo này là nó có 54 trái và thùng này chứa được hai khay, nó là 104. Mình lưu ý là dưới này nó có một cái khay nước nằm dưới cùng để tạo độ ẩm, nên máy lắp đặt thì dễ, mua về tự lắp đặt được, nên mình tự mua tự lắp đặt đây. Cảm biến nhiệt độ này, motor để đảo trứng này, lật trứng này, hai máy này nó mặc định là 2 tiếng nó đảo lên đó, máy nó có hai khay đơn giản đấy thôi, dưới cùng nó có một khay nước để giữ ẩm đây. Đây, đây này độ ẩm đang độ ẩm xuống này, nhiệt độ mở ra là nhiệt độ xuống liền, nhiệt độ xuống liền này, máy là theo công bố là nó sử dụng dây nhiệt chứ nó không sử dụng bóng đèn, có nhiều máy ấp trứng nó sử dụng bóng đèn chứ máy nó sử dụng dây nhiệt carbon, máy nó kêu máy đấy, con bấm chỉnh tăng giảm nhiệt độ này kia để mình đó, máy vậy lắp đặt sẽ 2 tiếng nó sẽ đảo trứng một lần. Nó không cần bóng đèn nha, có nhiều thị trường như có máy nó phải xài bóng đèn, mấy cái máy này xài cần bóng đèn, cái motor và cả có dây nhiệt phía dưới nó thấy nhiệt, cái tỏa nhiệt.